Bạn có phẩm chất của linh vật Phượng Hoàng, đó chính là tái sinh từ đống tro tàn, biến đổi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Không chỉ bạn mang lại những điều tốt lành cho chính bản thân mình, bạn có thể hỗ trợ tích cực cho những người xung quanh bạn trong quá trình tự chữa lành, phát triển bản thân và mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống của họ. Khi bạn ý thức rất rõ ràng mình tin tưởng vào linh vật Phượng Hoàng, bạn biết ơn linh vật Phượng Hoàng, bạn thường xuyên nghĩ về linh vật Phượng Hoàng, hãy đón nhận sức mạnh của linh vật Phượng Hoàng trong khi bạn cầu nguyện hay thực hành thiền định. Hãy đặt ra ý định rõ ràng là kết nối với sức mạnh dồi dào của linh vật Phượng Hoàng để hỗ trợ cho bạn qua những lời cầu nguyện do nhà trị liệu Quốc Anh đã hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể dõi theo trên những trang mạng xã hội. Khi các bạn cảm nhận rõ ràng, mỗi khi các bạn cầu nguyện hay thực hành thiền định, cơ thể các bạn càng trở nên nhẹ nhàng và các bạn đón nhận một thông điệp tâm linh nào đó hoặc có một dấu hiệu ứng chứng rất rõ ràng trong cuộc sống vật lý, linh vật Phượng Hoàng đang hộ mệnh cho các bạn. Nó sẽ càng làm tăng trưởng đức tin của các bạn về linh vật Phượng Hoàng. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.